Xa thủ xa thủ lành thai Uttamang ghê na hoàng đề hàng ba đa bằng tâm với Uttamang Bút thể vô khá lô sô bút thô khá má tu tăng ma mang Con đem hết lòng thành kính cúi đảnh vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàng đề hàng thăm mạnh cho đu quý thẳng qua rằng thăm mê vô khá lô đồ sô thăm mô kha ma tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàng đề hàng sanh khanh cha đô quy đốt ta mang sanh khề vô khá lý tô đô sô sanh hồ khá ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá lỗi ấy cho con. Dòng kính dâng mít trở lại cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ ni tha phu ta ni sa mai ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê wa man sa phu chi tăng bu tăng nam ma sa ma su wa thi hồ tu mất ở đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu giữa hư không hay đến lễ Đức Phật thì hiện độ chúng sinh được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường mong lần này chúng sanh được hạnh phúc. Ya li tha pu ta ni sa ma ga ta ni pu ma i wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề wa man u sa pu chi tăng thong nam ma sa ma su wa thì ô tu phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không hay đến lễ chính pháp đạo dưỡng mê khai ngộ được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. Ya ni tham ca ni sa ma ca ta ni pu ma ni wa ya ni wa an ta ke ta tha ca tăng đề vô man u sa pu chi tăng sang thăng ma sa ma su wa thị hồ tu phàm ở quả đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc hư không hãy đến lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sinh được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường mong với sự thật này chúng sanh được hạnh phúc. So an thalat ho su ki to pro na ho bo tha 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 ne a ro go su ki to ho i ta sa be nya ti pi sa thalat ha ham su ki ta o ro na ha bo tha 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 ne a ro ga su ki ta ho i sa ha sa be nya ti pi te a thalat ha su ki ta o ro na bo tha 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 ne a ro ga su ki ta ho sa be thì nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Sa thủ sa lành thay Akasattha chaphum mattha devanaga mahittika bốn nhân nô anu mô đàm tu chi răng rắc khanh tu sa sa năng a ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàm tu chi răng rắc khanh tu nô ga ru a ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàm tu chi răng rắc khanh tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phun mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàm tu chi rằng gặp cảnh tu ba ni nô a ca sát tha chấp phun mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anu mô đàm tu chi rằng gặp cảnh tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rộng mọi điều
Long Vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ, Phật đều con hộ trì Phật giả ăn bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài viễn thuộc, tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước già bền lâu. Chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận, ngọ vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang cách tắc bằng kỳ ri ya na ma ca ye na wa cha ma sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sa ta san nhi no ạt ti ye cha sa ta san nhi no ca tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bề pha ghi pha hoàn tu tề về tăng các tăng su quý đi tăng đinh năng bùn nhã pha lăng ma già về cha ta ta na cha nan tí đề ma gan toa ni quê đã dùng sắp mê lô cầm hi về sắp ta chỉ hoàn ta ha ra hê tu ca ma nhuôn nhăn phù cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành do nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau thọ nhàn hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước có ngồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thao và hay chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mặt đi. Có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, để nhờ thọ thực sinh nay hạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, quả thành phẩm, mùi hương thỏa lòng. Y đăng quá ta mê buôn nhăn, a sa quắc khá gia, quá hằng hồ tú. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm để hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm phủ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy vũ giới cho đạo tràng chúng con. Con cảm ơn tất cả quý bà, quý cô tu nữ cũng như quý vị trong đạo tràng thành chữ thiên đạo thọ trì quý giới ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin nhường mic lại cho cô Nguyễn Quỳnh để cô điều hòa chương trình hôm nay ạ. Dạ sám ạ. Sa thủ kính cảm ơn chị Metta. Nam mô Bụt Tha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Cảm ơn cô tu nữ tự duyên chị Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Đức Tòa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ tự duyên. Nhật Bình kính chào chị Metta, kính chào Hiển Mộng, mến chào Tâm Hạnh, mến chào Tâm Hương, mến chào Trăng Thư, mến chào Kim Nhung, mến chào Như Quang, mến chào Thi An Lạc, kính chào Cảm Quý, kính chào Thiện Vũ, kính chào Nắng Chiều. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoài thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Bình xin thay mặt đầu tràng cảm ơn chị Metta đã thay mặt đầu lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới, và kính chào Xích Kim về vào đầu tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi được thượng tòa pháp thanh giảng giải bài học ngày hôm nay là tương ưng bộ kinh. Dạ, học phẩm tương ưng bộ kinh chương 1, tương ưng chư thiên, bốn la mã phẩm quần tiên. Dạ, sang tham. Dạ, nam mô Bụt Tha. Dạ,
Kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddha sa nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddha sa nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc nhờ ánh sáng, trổ hoa là đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhớ trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam đi thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích mà rằng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nắm một bích hai giá và con kính tri ân thường tòm pháp thanh đã từ bi cho con biết được đề tài ngày, và con cũng xin đọc cái đề tài ngày chánh văn về đề tài ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Hai La Mã sang tham. Một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Chê Tát tại vườn ông Anathindaka. Hai rất nhiều tiếng tuất lá bá si đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng trói sáng toàn vùng Chê Ta Qua Ná đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ba đứng một bên, một vị thiên nói bài kệ này trước mặt Thế Tôn: vì sang tham phong vật như vậy không bố thí, ai ước mong công đức có trí nên bố thí. 4. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: điều kẻ sang tham sợ nên không dám thí, sợ ấy đến với họ thì không bố thí. Điều kẻ sang tham sợ chính là đói và khát. Kẻ ngu thọ đời này và đời sau, vệ hải chế sang tham bố thí nhiếp cấu uế, chúng sanh vững an trú công đức trong đời sau. 5. Một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: không chết giữa người chết, như thiện hữu trên đường san sẻ lương thực hiếm. Phương pháp là như vậy, kẻ ít vui san sẻ, kẻ nhiều khó đem cho, bố thí từ kẻ khó đông được ngàn đồng vàng. 6. Rồi một vị thiên khác nói lên bài kệ này trước Thế Tôn: khó thai sự đem cho, khó thai làm hạnh ấy, kẻ ác khó tùy thuận, khó thai pháp bậc lành. Do vậy kẻ hiền ác sanh thú hoại sai khác, kẻ ác sanh địa ngục, người lành lên cõi trên, lên cõi trời. 7. Một vị thiên khác bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, vị nào nói một cách tốt đẹp về vấn đề này? Tất cả các đã có nói một cách tốt đẹp, tuy vậy hãy nghe ta. Sở hành vẫn chánh, dầu phải sống vụn vặt, dầu phải nuôi vợ con với đồ ăn lùm lặt, nhưng vẫn bố thí được từ vật chứa ít ỏi. Từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy. 8. Rồi một vị thiên khác nói lời kệ này với Thế Tôn: vì sao họ bố thí rộng lớn nhiều như vậy, trị giá không ngăn bằng kẻ nghèo chân bố thí? Sao người bố thí từ trăm ngàn vật cho,
tỷ giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy. Chính rồi thông nói lên bề kệ này với vị thiên ấy: có những người bố thí một cách bất bình thường, sau khi chém và giết mới làm vơi nỗi sầu. Sự bố thí như vậy đầy nước mắt đánh đập, tỷ giá không bằng kẻ nghèo chân bố thí. Từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, tỷ giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy. Năm bích tha giá. Dạ, chính văn đến đây đã hết. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học hiểu bài học ngày hôm nay. Con thành kính đảnh lễ ngài Chích Tá Nanh Đá vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính chúc quý vị một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến thượng đám sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Ca giá. Và cảm ơn cô Như Quang đã bói bài, và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh của cái bài học ngày hôm nay. Thì bây giờ trước khi đi vào phần chia sẻ Phật pháp và cung thỉnh chư tôn đức, cũng như mời tất cả quý tử và tất cả quý Phật tử cùng lắng tâm thanh tịnh làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ngang ngang chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha giá. Thì cái chánh kinh hôm nay thì nó hơi dài. Là những cái dòng kệ của các vị chư thiên nói lên cái cảm nghĩ của mình, hoặc là hỏi Đức Thế Tôn. Và cái thứ chín là cái cuối cùng thì cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tựa của cái bài thứ hai này là sang tham. Thì chúng ta hiểu rằng đó, trong đời sống những cái người phàm nhân thì họ mong cầu tham muốn rồi vì không có hiểu biết cho nên là họ không có làm những cái thiện sự giúp đỡ bằng quyến thuộc những người khổ sở neo đơn, hoặc là không có tạo phước cúng dược. Họ chỉ nghĩ rằng giờ mình sống cho tốt cho bản thân mình như vậy là được rồi. Rồi cái người tham là cái gì? Cái người tham là họ có cái biểu hiện như là
cầu mong, mà cầu mong mong muốn điều này khác. Rồi cái trạng thái của người tham đó là họ dính mắc, chấp cứng vào cái tài sản bản thân, thân bằng quyến thuộc. Rồi do cái tham này á, nó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nó trở thành cái gọi là cái tiền kiên tật, cái tiềm miên này. Cho nên là họ không bao giờ họ muốn buông những cái đối tượng ở bên ngoài, hay là hoặc ngay chính cái bản thân, cái thân ngũ quẩn của họ. Thì ngược lại, cái người mà biết bố thí, tức là vô tham, cái người vô tham á, thì họ có cái tâm rộng rãi, rồi họ mà bàn giới sống như Đức Phật nói, với bàn tay mở rộng, là không có dính mắc, không có bám níu, chấp cứng vào trong những cái đối tượng vật chất của thế gian. Cho nên là cái khi mà cái người mà thực hành cái pháp mà xả ly bố thí, thì là người ta sẽ tránh được những cái nhiễm đắm ở trong cái cảnh trần. Thì thông thường chúng ta thấy rằng ở trong thế gian thì có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất, cái hạng người nghèo khó, thì họ nói là bây giờ tôi nghèo khổ quá rồi, giờ tôi sống tôi lo cho bản thân tôi, chừng nào mà tôi có tiền có của nhiều quá thì tôi mới đi bố thí. Thành ra những cái hạng người này nó cũng không bao giờ biết giúp đỡ ai hay là hoặc bố thí cho ai. Rồi cái hạng thứ hai đó, thì hạng này nó không phải là nghèo khổ gì, nhưng mà vì cái tâm tham lam bổn sẻn, cho nên là họ có cái tư tưởng là cái việc mà vấn đề mà giúp đỡ cho những cái người nghèo khổ này kia đó là cái trách nhiệm của những cái hội đoàn từ thiện, chứ bản tôi đâu có trách nhiệm gì trong đó đâu mà tôi phải bố thí. Cho nên mặc dù họ sống rất là giàu có, tài sản sung túc, nhưng mà vì cái tâm, chính vì cái tâm bổn sẻn nó cản trở, không có giúp đỡ người khác, không có bố thí. Rồi cái thứ ba đó, nhiều khi thấy bạn bè rồi kia nọ xung quanh, những người xung quanh mình á, họ bố thí, bây giờ mà mình không làm á thì sợ người ta nói là chê trách, cho nên kệ cũng làm miễn cưỡng cho nó có với người ta chứ. Hoặc là bây giờ mình giàu quá đó, tài sản mình giờ mình cũng dư giả nè, giờ mình làm để lấy tiếng với cái sự cầu danh. Thì chính vì những cái ba cái hạng người này đó, họ không làm hoặc là làm
thì cái phước nó rất là nhỏ nhọt. À, chỉ cái hạng thứ tư là cái người có trí tuệ, có sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo và thực hành cái hạnh xả ly bố thí để phát triển cái sự tu tập của mình. Thì cái hạng thứ tư này đó mới là cái người bố thí và có được cái phước báo to lớn. Thì sống thì quý vị cũng thấy mà sư cũng chứng kiến nhiều cái trường hợp khi mà họ có điều kiện họ không bao giờ làm họ lo cho gia đình, lo con công việc này kia nọ chứ không bao giờ họ bố thí hay là họ làm công quả một ngày cũng không có làm nữa cho tới khi mà cái hoàn cảnh khổ đau nó xảy thì lúc đó đó họ ăn năn, họ gian dối cho họ đạt được lại cái sức khỏe, đạt lại cái tài sản mà họ mất, rồi họ sẽ đem đi bố thí cúng dường. Có nhiều người họ làm quần quật chỉ lo cho bản thân, lo cho gia đình, không bao giờ họ nghĩ đến cái chuyện mà giúp đỡ người khác. Rồi một cái cơn hoạn nạn bị hao hụt về tài sản, rồi bệnh hoạn, lúc đó là họ nằm trên giường, không còn đi lại được, không còn cử động được, không còn nhúc nhích được đó, thì lúc đó họ mới khóc lóc van xin bây giờ là cầu cho họ đi được trở lại, hoặc là họ không đi được nhưng mà là bò lết lết cũng được nữa. Nếu mà họ vượt qua được cái đó rồi đó, họ mới đến chùa để mà làm công quả. Thành ra đó, cái người này đó, những cái hạng người mà cái tư tưởng như vậy không bao giờ họ có thể làm phước. Thì có một lần cái chú Phật tử này cũng quen chú này hồi lúc đó là sư ở trên vùng Bình Long. Chú này chú làm cái nghề đào giếng, đất đai thì ít, chỉ có khoảng một sào đất. Rồi hồi đó thì hồi còn trai trẻ đó thì sống bằng cái nghề đào giếng thôi, cho nên là tới cái lúc đó đó là ông cũng 60 mấy tuổi rồi, thì lúc này là yếu rồi, cho nên là không có đi đào giếng thường xuyên, nhưng mà tại vì có kinh nghiệm trong cái nghề nghiệp á, cho nên là mà khi nào mà mấy cái anh thanh niên mà anh đào giếng mà trúng những cái giếng đá đó ở trên thì đất, nhưng mà ở dưới đó là nó bị những cái đá thì không thể đào được đó, thì mới kêu ổng kêu ông này là tới, ông này là thợ chuyên môn đào giếng từ xưa giờ mà ổng biết cách thức khoan đá, xong rồi ổng mới đặt thuốc mền thuốc nổ nổ cho bể đá hết ra rồi mấy, thì cái khi mà ông làm cái công việc đó thì nó nguy hiểm, cho nên là giá rất thì cái thời điểm đó như là nếu mà một mét đó là
cái giếng đường kính là 1 mét mà nổ mìn rồi bó hết đá là một cây vàng à, mà ổng cứ làm rồi à, mấy cái người ổng chỉ khoan, ổng đục ổng khoan, ổng cho nổ mìn rồi mấy người kia bóc, mà cái phần của ổng là cái giá nó cũng rất là cao đó. Thì à, làm cũng nhiều năm rồi à, đến cái lúc đó cái nghiệp bất thiện nó trổ xanh. Thì bữa đó là cũng như thường ngày đó, chúng ta rất là kỹ đó nha, trước khi làm chúng ta kiểm tra cái tai quay rồi này kia nọ kỹ lắm. Nhưng mà cái tai quay này cũng mới, nhưng mà chắc là đến lúc cái nghiệp mà xấu nó trổ, cho nên khi mà ông ta ngồi lên rồi mấy cái chú này đó quay thòng ông ta xuống dưới, thì lúc đó cái giếng nó cũng khoảng 10 mấy mét rồi, thì cái tai quay nó bị gãy à, cái tai quay nó bị gãy đi, cho nên là ông ta ngồi ở trên một cái thùng à, quý vị biết là cái thùng xách nước bằng ton đó à, thì bắt đầu nó tuột rơi xuống à, chạm ở dưới cái mặt đá ở dưới giếng, nghe một cái đùng đó, thì bắt đầu à, ông ta hốt hoảng, ông ta kêu những người khác à, sửa cái tai quay rồi đem ông ta lên. Thì à, sau khi mà kiếm được cái à, mượn được cái tai quay khác quay ông ta lên rồi đó, thì ông ta bị chấn thương cột sống. Mà cái sự nguy hiểm này là cái đốt sống là nó ở trên gần cái tới cái thân cổ rồi, cho nên là toàn ông ta như bây giờ là không còn cử động được nữa à, nhà thì cũng không có tiền của gì nhiều à, rồi đem vô bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lúc đó khoảng năm 95, 96 gì đó, lúc đó thì à, nếu mà trị về cái cột sống đó thì nó rất là nhiều tiền, thì à, gia đình không có khả năng mới đem về à, nằm ở nhà à, rồi cũng à, uống thuốc nam đồ bậy bạ vậy đó, rồi à, mới à, kiếm nhờ à, người ta kêu những cái ông thầy mà chăm cứu à, đến à, để mà chăm cứu. Rồi à, có một lần thì à, sẵn à, đi bác sư mới ghé vô à, thăm ổng, thì lúc đó là ổng mới khóc lóc, ổng gian giái là bây giờ à, Phật trời à, cho ổng à, tạm ổn mạnh lành trở lại à, thì ổng sẽ lên chùa à, ổng à, lên chùa ổng ở công quả à, ổng nói giờ nếu mà không đi được bò tới bò lui à, đi lết như con mèo con chó vậy cũng được à, à, con lên chùa ở thời gian để làm công quả cho chùa à, cái hồi mà còn sức khỏe có điều kiện á, thì tối ngày quần quật lo làm à, tới chân mà bây giờ đổ bệnh à, bắt đầu tay chân gì không còn nữa à, chỉ còn nằm đó rồi đổ nước đổ, à, cháo rồi này kia nọ thôi à, chứ còn hoàn toàn không có à, từ cái khoảng cái à, gian mà trở xuống không còn giác gì nữa à, thì lúc đó à, nằm à, khóc lóc khổ đau à. Rồi à, cái à, có những người thì họ nói sao giờ con còn nghèo khổ quá à, ngày nào con cũng mua vé số đó, mua ăn cầu mong à, trúng số rồi con à, đi cúng dường à, đi à, bố thí à, thì những cái người này đó không bao giờ mà họ làm những cái thiện sự được à. Thì à, có quen sự cũng có quen chú Phật tử, chú này vào trước à, ổng à, ở ngoài quê, ổng ngoài miền vô à, cái thời mà chiến tranh đầu này kia nọ đó, ổng chạy lọn rồi vô Sài Gòn
rồi mới đầu động vô đi làm cái đạp xích lô, đạp xích lô, nhưng mà cái tánh cũng cần cù nhẫn nại chịu khó, đạp xích lô thường, rồi cái qua qua chạy xích lô máy, xích lô máy mới dành dụm tiền đi học, đi học có bằng lái, xong cái bắt đầu ông ta chạy taxi. Thì cái lúc mà ông ta mà chạy xích lô máy thì ngày nào ông ta cũng ghé vô cái quán cơm đó ông ăn. Ông ăn thì ở trong quán cơm đó có một cái ông lão ăn xin. Thì cái người, cái ông này cũng suy nghĩ, ông nói mình ở ngoài quê vô hai bàn tay trắng, vô đây cũng có cơm ăn, cũng có chỗ ở luôn đàng hoàng. Thôi bây giờ là mỗi ngày mình làm một chút chút phước. Lúc đó ông cũng chưa hiểu biết Phật pháp, nhưng mà cái tâm cũng rộng lượng, cho nên là mỗi ngày ông ăn dĩa cơm như thế nào đó thì ông mua cho cái ông là đó một dĩa. Ăn sao thì bố thí cho người khác vậy. Thì có một cái ông á, có một ông cũng ăn trọc cơm trong trong cái quán đó. Ông này là luật sư. Thì quý vị biết mà, luật sư thì cũng tiền bạc rồi lương hướng rồi nó cũng khá hơn là cái người mà chạy xích lô máy. Nhưng mà cái ông này á, ngày nào ông cũng thấy ông này mua hai dĩa cơm rồi đem cho cái ông ăn xin một dĩa. Ông ăn dĩa đó, ông để ý thời gian bữa đó ông mới nói: tôi muốn làm như chú mà tôi làm chưa được đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó, có những người họ có điều kiện làm, nhưng mà cái tâm của họ còn dính mắc, cái tâm bỏng sẻn nó cản trở cái sự bố thí. Họ nghĩ rằng họ chưa có đủ, chưa có tài sản, chưa có đủ, cho nên là cái trách nhiệm mà lo cho chính bản thân gia đình của họ là quan trọng. Còn mà cái vấn đề giúp đỡ bố thí cho người khác đó, thì không phải là trách nhiệm của họ, cho nên là họ không có dạng để làm. Rồi cũng có những cái người thì họ tò mò, họ đi theo bạn bè trong những cái dịp lễ Tây Tăng hoặc là cái lễ dân y rồi họ đó, thì họ miễn cưỡng làm lấy lệ thôi, làm cho có làm để người bạn, những người bạn bè rồi kia nọ họ không có chê trách, cho nên là họ làm nhưng mà với cái tâm hời hợt, không có cái niềm hoan hỷ trong cái thiện sự đó. Rồi có những lúc mà người ta đưa những cái vật dụng đấu giá để lấy một cái khoản tiền đó để giúp đỡ cho bên nhà thờ, hoặc là giúp đỡ cho những cái trại mồ côi nuôi những cái người già neo đơn tàn tật gì đó. Thì trước mặt mà đông người, trước một hội chúng đông đảo, các cái chức sắc đồ này kia nọ đó, thì họ cũng lên đấu giá mua những cái món đồ đó giá rất là cao, nhưng mà để lấy danh thôi. Người ta quảng cáo lên ông giám đốc, ông tổng giám đốc công ty A, công ty B, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này, công ty nọ, lên mua cái tranh này đó với giá là 1 tỷ đồng. Mọi người hoan hô rồi cái nọ rần rần, nhưng mà sau thời gian bắt đầu là ông ta im bặt. Khi mà những cái hội từ thiện đó họ hỏi ông ta thì ông ta nói: hồi lúc đó là tôi muốn mua, nhưng mà bây giờ
làm ăn rồi cũng vốn liếng rồi cũng khó khăn, cho nên là thôi bây giờ ai có mua mua, tôi nhường lại tôi mua hả? Thì để gì? Để lấy cái danh, cái tiếng tăm, khuếch trương quảng cáo cái công ty của mình thôi, chứ không có thật tâm để mà làm công việc từ thiện ha. Cho nên là đối với những cái thành phần này đó, nếu mà mình có gặp thì thôi mình cũng đừng có rủ rê, đừng có lâu cuốn, đừng có sách tấm họ làm chứ sự thật ra đó, khi mà những người mà người ta muốn làm thì dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào người ta vẫn làm. Cái thì thời gian mà sự ở bên trường thiền, ở bên Miến Điện thì hầu như là ngày nào cũng đi bát, đi trong làng ở cái vùng cái quận Mingala Đông ở Dân Quân đó. Quý vị biết là cái thời điểm đó cái đời sống người ta rất là cực khổ, khó khăn lắm. Nhiều khi mình đi ngang qua mình nhìn cái nhà họ mình thấy rất là tội. Cái nhà tranh rồi cái vách phên là những cái tấm tranh bệnh, rồi cái sàn mà họ ngủ là bệnh bằng những cái cây tre, cây nứa. Cái nhà nó toàn toàn vậy đó, rồi y phục mà họ mặc cũng chẳng có lành lặn gì, nhưng mà cái tâm người ta bố thí rất là mạnh. Ngày nào chứ bác thì cũng bố thí nhưng mà họ bị gì cái đời sống họ khó khăn, mà chỉ là một muỗng cơm thôi, nhưng mà với cái sự hiểu biết người ta ngày nào người ta cũng làm. Mà khi mà người cha hoặc là người mẹ đó mà để bát cho chư tăng á, thì những đứa con ví dụ nhà có mấy đứa là qua ra quỳ đầy đủ hết, hai đứa ba đứa đó là quỳ. Quý vị biết không, tới cái mùa mưa đó có nhiều bữa mình đi mình thấy rất là tội nghiệp cho họ. Nhà cửa thì nó như vậy, siêu dẹo, rồi y quần áo thì cũng chẳng có mấy lành lặn. Mấy đứa nhỏ mà trời mưa tầm tã vậy đó, mà nó vẫn quỳ đảnh lễ từng vị. Đó, khi mà chúng ta thấy rằng mặc dù những cái người rất là cơ cực nghèo khổ, nhưng mà họ có một cái hiểu biết về Phật pháp, niềm tin, có cái sự hỷ trong cái thiện sự của mình, thì như vậy đó, mặc dù là một cái muỗng cơm thôi, chứ không phải là cái vật mà thượng vị gì, nhưng mà với tâm lực mạnh mẽ như vậy thì cái phước báo của họ rất là lớn, lớn hơn đối với những cái vị mà giàu có rồi làm chiếu lệ, làm cầu danh. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó, cái vật cho không bằng cái cách thức mà cho. Thành ra đó, khi mà chúng ta làm thiện sự, điều này thì sư cũng hay nhắc và khuyên tất cả quý Phật tử, chúng ta làm thì với cái tâm hợp trí, trước khi làm mình có sự chuẩn bị, mình sắp xếp việc như thế nào đó, rồi trong khi mình làm thì mình phải có cái trí tuệ hiểu biết làm để tạo những cái nhân lành, làm hiểu biết về cái công việc mình đang làm, làm với cái tâm xả ly, không có cầu mong tái sanh về nhàn cảnh thế này thì khác, làm để mình gieo trồng những cái thiện nghiệp tốt đẹp,
làm để cầu mong để diệt trừ những cái phiền não trong nội tâm, diệt trừ cái tham lam bỏng sẻn dính mắc. Rồi sau khi làm thì mình nhớ lại cái công việc mình hôm nay mình có đặt bát cúng dường, hôm nay mình có trai tăng chân vật thực đến chư tăng dân y áo, dân thuốc men, dân bốn món vật dụng, hoặc là dân dép dài gì đó, những cái điều kiện để chư tăng có phương tiện sử dụng cho nó được tốt đẹp, mình hoan hỷ với cái thiện sự đó. Thì khi mà chúng ta làm với cái tâm trong sạch, hiểu biết, trí tuệ đầy đủ ba thời như vậy, thì mặc dù cái vật cho nó là không có cả sang, nhưng cái quả nó sẽ là rất là tốt đẹp ha. Cho nên đó là không phải chờ tới chừng nào tôi có tiền nhiều tôi mới đi làm phước. Thật tâm cái thời mà mấy năm nhiều khi chùa có tổ chức cái đặt bát hội đó, có nhiều lúc á mình thấy người họ đi đặt bát cái thời mà năm chín mấy đó, quý vị. Có người thì, nhưng mà có những người họ không có điều kiện, họ để bát 200 500 nhưng mà mình thấy mặc dù là cái tờ giấy 200 500 giá trị nó thì không cao, nhưng mà cái tâm của điều quan hỷ của họ nó rất là cao đó. Cho nên á là có nhiều khi riêng cá nhân sư, chứ coi sư không biết cho mấy gì khác nhau, chứ riêng cá nhân sư á, thì sư thấy những cái trường hợp đó sư rất là trân quý những cái tấm lòng của những cái người Phật tử, mặc dù họ không biết là có quy hay chưa, nhưng mà cái hoàn cảnh khó khăn nghèo khổ vậy mà người ta biết đi làm phước cúng dường, vậy là nó cũng là rất là quý báu rồi. Cho nên mình cũng gọi tạm gọi là Phật tử đó ha. Nó cũng rất là quý. Còn có nhiều người đem vô cúng, mình thấy nhiều cái mình cũng thấy có người là đem trái cây rồi này kia nọ vô cúng rồi gian giấy cho con được đi cho rậu, cho gia đình con thì luôn luôn được thuận lợi tốt đẹp, ông chồng con thì thăng chức này cái khác, đem vô là cúng đồ dữ lắm, cái bắt đầu họ bày lên trên bàn họ cúng xong rồi cái họ chờ mình cỡ chừng hai nửa cái nhang hay là hoặc ba phần cái nhang rồi đó, cái bắt đầu họ gom lên. Họ gom, họ bỏ vô vỏ, họ xách về. Nam mô Bụt Thầy Giá. Giờ không biết là quý vị còn nghe không ạ? Âm thanh không biết là còn nghe rõ không dạ? Bữa nay sao mà cái màn hình sao nó thay đổi gì, nó lung tung xẻ, sư cũng rành hả? Nó chạy tùm lum. Cho nên là trong đời sống chúng ta đức dạy những chuyện sự là nếu mà chúng ta có điều kiện làm thì chúng ta phải lập tức chúng ta làm liền, làm nhanh chóng, tại vì nếu mà chúng ta không có mạnh mẽ, chúng ta không có nhanh chóng chúng ta làm thì bắt đầu sao cái
tâm bỏng rẽ, à nó sẽ cản trở, à nó nhảy ra nó cản trở, nó thôi kể chuyện đó, chừng nào ta giàu người ta làm, mình còn nghèo lắm này, thế này thế kia, à rồi cái bắt đầu cái tâm mình nó lùi sụp, à chẩn mãn đi mình không làm, à đó. Thì chúng ta thấy rằng trong đời sống, à trong thế gian thì ta cứ cứ mong cầu là vàng giái, rồi ta hiểu sai lầm, có nhiều khi ta nói là à con gái thì nhờ phước cha, con trai thì nhờ phước mẹ, à thôi ba má tôi làm được rồi, à tôi không có làm, à kệ ba tôi má tôi đi chùa, à cúng kiến vậy được rồi, à tôi khỏi làm, à thành ra đó những cái hiểu biết đó là những cái hiểu biết sai lầm, à người nào là người đó có phước, à nếu mình biết mình hoan hỷ với cái thiện sự đó đó thì mình cũng cũng có phước, à chứ không phải là thôi má tôi đi chùa, má tôi tụng kinh, má tôi hành thiền, tôi ở nhà tà tà tôi cũng có phước rồi, à hiểu biết như vậy là cái sự sai lầm. À thí dụ như bây giờ á có điều kiện để mình tạo điều kiện cho cha mẹ đi chùa, à tu học, à thọ trì tâm quy ngũ, à hoặc là có điều kiện để tu tập, để đi đến những cái khóa hành thiền rồi này kia chẳng hạn, à thì cái đó đó là mình cái người con mình cũng có cái phước để trong cái vấn đề mà lo lắng phụng sự cho cha mẹ, nhưng mà chính mình cũng phải làm chứ thì mình mới có phước chứ, còn cứ nói là thôi giờ má tôi qua đi chùa cầu cho cả nhà vậy được rồi, à cái đó là những cái hiểu biết nó sai lầm, à thành ra đấy quý vị thấy rằng trong cái đời sống này, à nó là một cái cuộc đời chúng ta giống như những cái hạt lúa mà ở trên cái bàn sàn vậy, à hằng ngày không có biết bao nhiêu người, à đủ thứ mọi bệnh tật, đủ thứ mọi tai nạn, à đủ phương cách để chết, à không, không phải là chỉ cái thời cái bệnh dịch này mà nó xảy ra, à mà nó có những cái hạt lúa nó không có rơi xuống, à nó vẫn còn ở trên cái bàn sàn, à thì chúng ta mới thấy rằng lời Đức Phật dạy là một cái chân lý. Chính những cái phước báo chúng ta đã tạo trữ, à những cái nhân từ quá khứ chúng ta đã gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, thì bây giờ nó chính nó là cái sự hộ trì che chở cho chúng ta, à chứ không có ai có thể mà che chở chúng ta được. Thành ra hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài hay nói là kiến quả mới tri phước, tức là phải thấy cái quả, những cái trở ngại, bệnh tật, chết chóc nó có thể đến với mình, nhưng nhờ có cái phước đó nó che án, cho nên là mình mới vượt qua được. Ngay chính bản thân sư cũng vậy, nhiều lần mình thấy cận kề với cái chết rồi đó, nhưng mà nếu mà không có cái phước mà nó che đỡ đó, thì chắc giờ này không còn ngồi đây mà nói chuyện được với quý vị. À từ đó mà mình mới thấy
khi mình tu tập, mình chiêm nghiệm ý rồi, mình mới thấy cái lời dạy của Đức Phật nó là chân lý. À, chính những cái thiện sự, những lành này nó là cái bùa hộ mệnh. À, chính cái sự cẩn thận chở, à, nó giúp đỡ cho mình để mà vượt qua những cái tai nạn. Chứ mà không ai có thể mà giúp mình trong cái giây phút đó. À, cho nên á, ngay khi phút nào chúng ta làm được, chúng ta phải ráng cố gắng tu tập và tạo nhiều cái thiện sự cho chính bản thân mình. Chứ à, cái khi mà còn sức khỏe, còn có điều kiện, à, còn trí tuệ minh mẫn, à, thì giải đãi dễ vui. À, rồi cứ chờ tới 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi là mới đi tu. Bây giờ mới 3-40 tuổi, à, thì còn để lo kiếm tiền, lo làm công việc, để lo cho vợ, lo cho con, lo cho thân bằng quyến thuộc, lo tài sản, lo nhà cửa đủ thứ chuyện hết, mà không có lo cho chính bản thân mình nha. Rồi tới chừng mà tới chừng 60-70 tuổi, lúc đó bệnh hoạn rồi nó đổ ra rồi, à, sức khỏe yếu rồi, à, mắt mờ, tai điếc, à, chân run, à, rồi lúc đó mà muốn tu cũng sao được, không tu không. Cho nên á, là chúng ta phải hiểu biết, à, bất cứ trong điều kiện nào mà mình làm được thì mình phải nhanh chóng mình làm, à, để gì, để trồng những cái phước lành, à, từ những công việc, à, tất cả 10 cái, à, bố thí nè, thì giới nè, rồi, à, cung kính phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, à, tất cả những cái nhân mà nó tạo cho chúng ta những cái sự hạnh phúc an vui, à, bất cứ cái việc nào chúng ta làm được thì chúng ta làm, không có chờ đợi. À, ra đó, trong đời sống chúng ta phải biết, đừng bao giờ mà nó cứ chờ đến lúc này lúc nọ, à, tôi mới làm, à, còn bây giờ chưa. Thành ra đó, à, thành ra tất cả lúc mà chúng ta là cái người đã, à, hiểu biết Phật pháp, à, có một cái niềm tin, à, trong cái lời dạy của Đức, tin nhân, tin, à, tin về cái định luật nghiệp báo, à, mỗi chúng sanh á, có một cái nghiệp, cái biệt nghiệp riêng, à, thì chúng ta phải nỗ lực làm, à, mình làm không phải vì ai hết mà vì chính mình. À, bây giờ người khác là làm, à, mình khả năng mình có bao nhiêu mình làm bao nhiêu, mình không có theo ai, mình cũng có làm với tính cách là để phô trương khoe khoang cái gì hết. À, mình cứ làm theo cái điều kiện của mình có, à, bất cứ trong cái điều kiện nào mình có thì mình sẽ cố gắng, mình nỗ lực để mình thực hành, à, thì nó sẽ đem đến những cái lợi lạc an vui. À, có những cái pháp, à, chúng ta làm có thể nó cho những cái sự an vui ngay trong đời sống hiện tại. À, khi mà một người họ đang khổ sở, à, họ bệnh tật, họ đang bị những cái cơn đau bệnh tật hành hạ, mà giờ mình có điều kiện mình cho họ, mình giúp họ một viên thuốc ấy, à, mà họ uống vô để họ giảm thiểu được cái sự đau đớn hành hạ bởi bệnh tật, à, thì
mình thấy mình cũng hoan hỷ, mình vui, thì cái sự hoan hỷ vui với cái sự an lạc của họ đó là cũng là một cái phước mà nó rổ trong tại. Chứ chưa nói tới là ngày sau, kiếp sau gì đó, mình bệnh hoạn mình có người sẽ giúp đỡ mình. Còn khi mình có điều kiện, mình thấy người ta bệnh, mình không giúp gì hết. Rồi tới chừng mình bệnh hoạn, mình cầu mong gặp thầy hay thuốc giỏi để cho tôi mạnh lành. Tôi mạnh lành thế lợi rồi tôi ráng, tôi lo tôi tu. Sao kịp được, thấy không? Thành ra đó, bây giờ mà mình muốn có sự an lạc thì mình phải gieo trồng. Mình muốn 2-3 tháng nữa mình có lúa ăn, thì bây giờ mình phải cày ruộng lên, diệt hết cỏ dại, rồi mình đem giống rồi mình gieo vô, rồi mình chăm bón phân nước đầy đủ, thì 2-3 tháng sau mình sẽ có lúa ăn. Bây giờ mình muốn có tiền thì mình phải tìm cái công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình, mình ráng mình làm, thì cái công sức của mình đổ ra nó sẽ đem đến cái lợi lộc để mình nuôi mạng, để mình có thể giúp đỡ cho người khác đó. Chứ còn nếu mà mình cứ cầu mong thì làm sao mà có được. Thành ra quý vị thấy không, ở trong xã hội, trong đời sống, vua mà cái thời mà khởi đầu của một cái dòng họ đó, những ông vua mà khởi đầu á, ông rất là cực khổ, ông ấy tạo dựng được cơ nghiệp. Nhưng mà về sau á, những cái ông vua mà con cháu đời sau á, toàn là những cái ông phá hoại không ha. Thì cái hay là những cái gia đình giàu có, như là cái trường hợp mà mấy ông nổi tiếng công tử ở Việt Nam mình, Hắc công tử, Bạch công tử đó. Hồi đó ông cố ông nội rồi thì nghèo khổ, làm tá điền, đi cày thuê cuốc mướt, nhưng mà về dành tiền dành bạc, mua từng công đất, rồi lần hồi có trong tay là hàng ngàn mẫu đất. Nhưng mà tới đời mấy ổng á, mà ổng sanh ra tiền của đầy đủ, sống trong sự sung sướng mà nó đâu biết cái cực. Cho nên là sẵn của cải mà ăn chơi thỏa sức. Cha ông thì cày sâu cuốc bẩn trong mấy chục năm mới tạo dựng được cơ nghiệp. Đến đời không khá trong chừng 5 năm, 10 năm là cái gia sản tiêu tan hết. Đó. Thành ra đó, tại vì họ hiểu sai. Bây giờ là cha ông để lại tài sản, bây giờ mình đâu cần làm chi nữa. Mình ăn xài cho nó thỏa sức. Rồi sao? Cuối cùng chết trong nghèo khổ. Thành ra đó, mình phải hướng dẫn chỉ dạy cái mỗi người, rồi mình hướng dẫn cái phương pháp để cho con cháu ở trong gia đình nó hiểu biết, để ráng để tạo phước. Những cái phước lành này đó, là chính là cái nơi nương tựa, là cái sự hộ trì cho mỗi người. Chứ còn cái tài sản đó, nếu mà chúng ta không có biết sử dụng hợp pháp, chúng ta bám níu chấp thủ hoặc là phung phí thì nó cũng sẽ tiêu tan hết. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật để mà trong đời sống chúng ta biết, để chúng ta có thể tạo những cái phước lành cho chính bản thân.
à, để đem đến sự an vui và đem đến những cái lợi lạc trong ngày Vị Lai. Và cái những cái lợi lộc này, cái sự an vui, nó chỉ là những cái pháp để hỗ trợ cho chúng ta tu tập à, để đi đi đến giải thoát. Thành ra đó, cũng tùy theo đối tượng, mà có những người Đức Phật thì thiếu pháp từng tự pháp à, những lợi ích về bố thí à, trì giới tu tiến à, để cho người ta hiểu biết, để người ta tạo thiện sự. Nhưng mà với những người mà đã có sự hiểu biết rồi đó, thì Đức Phật dạy à, thỉnh thoảng chúng ta mới có dịp bố thí để diệt tận lòng tham à. Thành ra đó, chúng ta làm cái sự bố thí này không có mong cầu, không mong cầu được làm vua, làm vua là được tài sản, là tái sanh về cõi trời hưởng phước của thiên giới gì này cả. Nhưng mà chúng ta cầu mong là làm để cái tâm của chúng ta diệt trừ những cái phiền não trong nội tâm à, thực hành cái hạnh xả ly để diệt trừ cái tâm dính mắc bỏng sẻn à, thì đó là cái mục tiêu, cái lợi ích là tốt đẹp của cái sự bố thí à, thì cũng với phước báo thì cũng xin kính cầu mong chư tôn đức à, pháp thể ca ngang à, kính chúc tất cả quý tử và quý phật tử à, có một đời sống an ổn tốt đẹp à, điều hại tránh xa, điều lành đưa tới, những cái quả lành, những cái thiện sự mà quý vị đã tạo à, sẽ đem đến quả lành trong đời sống để ủng hộ quý vị có một đời sống an ổn để nỗ lực tiếp tục tu hành à, tạo được nhiều thiện sự. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận thêm à, chia sẻ những cái điều mà à, trong đời sống, trong sự tu tập à, để buổi sinh hoạt được tốt đẹp à, cầu mong tất cả an vui và nỗ lực tu tập hướng đến con đường giải thoát Vị Lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị cùng thảo luận Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại trung tâm chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thành đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay rất là dễ hiểu và rõ ràng. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tắt nước ở tình thất thiện hữu ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh Tràng cho ý kiến sư hôm nay giảng có chỗ nào chưa hiểu, có chỗ nào thắc mắc thì kính mời quý vị ạ. Minh Tâm Nhật Quỳnh thấy Quỳnh vào mà chạy ra, chạy vào rất là nhiều lần rồi. Bây giờ Quỳnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quỳnh Minh Tâm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhà đạo tràng nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Và Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, dạ cảm ơn cô Tuệ Nhiên, cảm ơn Như Quang, cảm ơn Quỳnh Minh Tâm. Dạ, vậy Quỳnh Minh Tâm có thắc mắc gì không? Có chia sẻ điều gì trong bài học ngày hôm nay không? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, kính mời quý vị, mời bàn tay à, có thể có những câu hỏi trong đề tài của giảng ngày hôm nay à, ngoài trời mình đã gặp được chuyện gì và mình có thể áp dụng được cái điều gì trong bài học ngày hôm nay, thì xin quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên để chia sẻ.
Dạ, cô tu nữ tỳ duyên thôi, cô tu nữ duyên tiên phong đi cô. Dạ, cô tiên phong lên để hỏi sư. Dạ, anh Minh Tâm, bác mời Minh Tâm. Nam Mô Bích Thai gia. Dạ, Quỳnh Minh Tâm đã rớt nét rồi. Dạ, thầy Quỳnh Minh Tâm trở lại rồi. Dạ, kính mời Quỳnh Tâm mít mít nha. Năm mong Bích Tha nhá. Dạ, cái đường nét của Quỳnh Minh Tâm ở này không có ổn rồi. Dạ, cô tự nhiên còn trước máy không cô? Cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo. Dạ, kính mời cô. Dạ, cô có thể cầm mic để chia sẻ về cái điều bài học mà Thượng Tọa Pháp Thanh đã giảng ngày hôm nay. Và cô có thể cho những câu hỏi để sư giảng thêm rộng ra để đạo tràng cùng nhau hiểu thêm ạ. Dạ, kính mời cô. Sa thú lành thay, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Pháp và Chư Tăng. Nãy giờ nghe Ngài Pháp Thanh giảng dạy và hôm nay nói về bố thí, nghe rõ. Mà tại sao nó mất? Ở dưới đạo tràng không nghe được ha. Lạ. Thì thôi bây giờ Hội Tự Duyên cũng lên đảnh lễ Chư Tăng và kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, theo lời của Nhật Quỳnh mời thì Tự Duyên cũng cầm mic cho đạo tràng không có bị gián đoạn. Theo bài học hôm nay thì Ngài giảng về sự bố thí cúng dường. Thì có nhiều cách đó, cho nên là cái bài học hôm nay rất là rộng đối với những người mà hiểu biết. Còn đối với những người mà không hiểu biết về bố thí cúng dường
thì cũng rất là khó nói. Cho nên là thì con kính thỉnh Ngài Pháp Thanh dùng tách trà rồi Ngài trở lại với đạo tràng chúng con. Thì con có câu hỏi như thế này: khi mà cái người giàu á, họ bố thí vì danh, tại vì họ đã giàu rồi, họ không cần mà giàu nữa, hay họ vì họ không hiểu cho nên là họ cứ là ra đăng ký, chẳng hạn như ra quầy phường á, có người á, thì ví dụ như là họ ra họ đăng ký vô, họ biết cái người bạn của mình á, là bố thí là 5 triệu, thì họ ra họ lên tăng thêm một chút, họ hơn, họ bố thí là họ vô, ví dụ như là họ nói bây giờ tôi xin làm phước hay cúng dường, họ vậy chứ họ không hiểu làm phước hay là cúng là cái gì hết, họ chỉ nói là từ thiện, tôi làm mà 6, tại vì họ biết người bạn họ là làm 5 triệu rồi, bây giờ họ xin họ làm 6 triệu, họ chỉ vì danh thôi, chứ họ không hiểu về từ thiện như thế nào, họ chỉ vì danh. Như vậy là cái người này á, là nếu mà cái người làm phước mà ít hơn hiểu với lại cái người không hiểu thì giảng thêm cho chúng được hiểu. Vậy cái người nào làm là có phước hơn, hay là cái trí tuệ của họ đó, tại vì cái người mà họ làm phước họ cầu á, họ làm phước họ vì danh vì lợi á, thì chắc chắn là khác hơn. Nhưng mà xin Ngài dạy con được hiểu ạ. Con kính dân đến Ngài. Là Ngài có nghe âm thanh của con, tại cái đường nét con ở xa cho nên là nó có lúc vậy lúc khác. Tại con cũng rời trú xứ ở Viên Giác, con đi ăn trú một nơi không. Dạ, con kính dân mít thứ Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trời ơi, ở Viên Giác an ổn, sướng là chết mà không ở. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt vậy? Nói chứ có đôi lúc thỉnh thoảng mình cũng phải đi đổi cảnh ha. Chúc cô Tệ Duyên nhiều sức khỏe, an vui. Thì như dạy đó, ở trong đó có những người giàu, những người bá hộ, nhưng mà họ làm mà họ không làm đúng pháp. Làm với cái tâm hời hợt, làm với cái sự mà háo danh, làm với cái tâm ganh tị hơn thua, thì như vậy đó, thì cái sự bố thí cúng dường họ đâu có cái phước báo nó không có lớn nè. Hay là hoặc mình nói là cái gì, bất thiện trợ cho thiện nè. Khi mình làm mà với cái tâm mà cầu danh, rồi tâm mà làm lấy cho hơn người khác, tôi bây giờ tôi giàu quá rồi tôi làm cho có tiếng tâm, để nhiều người biết, nhiều người tán thán, nhiều người khen ngợi, thì như vậy đó là cái tâm nó còn đầy rẫy những cái phiền não nó thúc đẩy phía sau. Thành ra đó cái phước nó cũng có nhưng mà nó không có bằng cái người mà làm với cái trí tuệ, với cái tâm mà buông bỏ, diệt trừ phiền não. Thành ra đó, có một lần có một bà đại thí chủ ở bên dân vùng, bà này là
chủ một cái hiệu tiệm lớn nhất, bán về vàng đá quý hột xoàn đồ ở dân vùng. Thì sau khi mà nghe được cái giới hạnh tốt đẹp của ngài hòa thượng Xuê Minh ấy, thì bà ta mới tìm đến nghe ngài giảng pháp. Sau khi mà nghe ngài thuyết pháp xong rồi đó, bà ta mới cởi hết tất cả những cái trang sức mà bà ta đang đeo trên người, để vô cái mâm dân cúng đến cho ngài, để ngài sử dụng làm cái phương tiện để xây dựng trường thiền. Thì thay vì mà ngài tụng kinh phúc chúc cầu cho tất cả phước báo của gì đó ha, thì ngài chỉ dạy bà này nói đừng mong cầu gì hết, bốn chữ thôi. Đừng mong cầu gì hết, nhưng mà ta rất là hoan hỷ. Thành ra khi mà chúng ta làm cái phước vật, tất nhiên là nó sẽ trổ. Bây giờ cái chậu đó mà mình gieo đậu là chắc chắn nó phải lên cây đậu rồi. Nếu mà mình gieo á hột mè thì chắc chắn là phải lên mè, mà điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà đó, mình tạo điều kiện để cho cái hạt giống nó nảy mầm là mới là quan trọng. Mình phải tưới nước, giữ đồ ẩm cho nó đầy đủ. Rồi lâu lâu mình cũng phải cho nó chút phân. Rồi mình lâu lâu thảo mình phải coi chừng nó có bị sâu rồi phá hại hay không. Thì cái quả nó mới tốt đẹp. Còn mình thảy xuống mà cả 2-3 tháng mình mới coi lần. Rồi là 2-3 tháng, 3-4 tháng mình mới lợi mình ngó ra nó, thì nước nôi không có, phân phước không có, rồi nó bị sâu bọ rồi phá hại, thì làm sao mà cái cây nó cho quả tốt đẹp được. Cho nên á là cái hạt giống mình gieo xuống rồi, nhưng mà mình phải lựa chọn cái hạt giống nó tốt đẹp nè. Những cái hạt giống nó còn mầm, nó còn mạnh, nó không có bị sâu mọt thì điều kiện đầy đủ đó, thì chúng ta làm với cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, cái tâm lực nó mạnh mẽ đầy đủ ba thời thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ cho cái quả rất là mạnh. Còn nếu mà làm mà phía sau là do phiền não thúc đẩy, không có trí tuệ, thì chắc chắn là cái quả nó sẽ yếu và yếu ớt hơn, không có mạnh mẽ như là cái tâm thứ nhất. Thành ra đó, chúng ta làm chúng ta phải hiểu biết. Mình làm mà mình còn cầu mong, là còn dính mắc, còn phiền não. Còn mình làm biết là nó mình không có mong cầu gì hết, mình không muốn hơn thua ai. Giờ tôi có 4,000, tôi cúng dường 3,000, tôi chừa lại 1,000 để đề phòng, lễ mà chiều có gì mua gạo thóc, mua đồ ăn, có gì lỡ bệnh tôi còn 1,000 luôn, mua dĩ paracetamol đồ uống. Mình không có đua đòi kể hả, người ta có tiền nhiều người ta cúng 100,000 cũng được, tôi có 4,000 tôi cúng 3,000, tôi làm theo cái sức của tôi không muốn hơn thua ai, kệ nó,
trong cái điều kiện mình có được, mình làm nhiều hay nhiều vậy thôi, chứ đừng chờ thôi giờ có 4.000 tôi mua 4 đại số 4 đại số chừng nào mà tôi trúng mấy trăm triệu, trúng cả tỷ vậy đó, rồi tôi đi làm phước. Thì sự thật ra đó, cái người mà suy nghĩ như vậy là không bao giờ làm phước được. Tại vì mà mình nói cái này mình nói vui vui thôi ha. Vô giấy ông Phật mua trái chuối, vô giấy cầu xin Đức Phật cho con được mạnh khỏe, cầu xin cho con bữa nay con mua mấy tờ số con trúng rồi con tới con cúng dường để xây chùa. Thì ông Phật nói thôi để Phật trúng rồi Phật xây luôn cho chắc à. Chứ cho con trúng rồi biết con có xây chùa không. Thành ra đó làm mà với cái tâm mà cầu khấn gian sinh mong cầu đó, mình có ông Phật giống như ông thần linh để ban phước để đồ cho mình, thì cái trí tuệ, cái niềm tin của mình nó chưa có chính chắn, chưa có được cái chánh tín, chưa có được cái chánh tín thì làm sao có cái chánh trí được nào. Cho nên á là chúng ta làm, chúng ta phải hiểu thế nào là chánh tín, chánh trí, đó là những cái căn bản để chúng ta làm thiện sự. Rồi cái vật phát sanh phải là cái vật hợp pháp bằng chính công sức của chính mình, đổ công sức ra để mình tạo nên cái của cải này hả. Thành ra đó nó đòi hỏi nhiều cái lắm hả? Đó khi mình gieo xuống cái hạt giống phải chắc mạnh hả? Rồi mình gieo xuống cái vừa ruộng á, nó phải là đất màu mỡ, đầy đủ độ ẩm, không có sâu bọ rồi phá hại. Thành ra đó mình làm nếu với trí tuệ thì sẽ đem đến cái lợi ích nó rất là to lớn. Bây giờ mình đơn giản thôi, bây giờ mình làm tại sao mà trong những cái cuộc trai tăng thường thường là phải thọ tam quy ngũ giới lại. Khi mà quý vị mà thọ trì tam quy ngũ giới lại đó, để gì? Để trong sạch về cái phần cái giới. Khi mà chúng ta làm có giới là chúng ta được cái phước thứ nhất là có cái phước đức rồi đó. Rồi cái phước đức này nó mới nâng đỡ cái pháp bố thí của mình. Rồi khi mình làm, mình bố thí cúng dường đầy đủ tâm tư rồi, nhưng mà sao có cái tâm cung kính nữa hả, thì sau này nè mình có đầy đủ phước đức, phước vật, phước trí, có sự cung kính, có địa vị hả. Thành ra đó khi mà chúng ta làm cũng là dâng một bữa cơm đó thôi, cũng là dâng một cái bù y đó thôi, cũng là dâng một cái dù hay cái đôi dép đó thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm á có đầy đủ có đầy đủ về giới rồi hợp trí, đầy đủ tâm tư, rồi có cái sự cung á, thì cái phước nó đương nhiên nó sẽ nhiều hơn. Còn thôi giờ tôi làm vậy thôi, kêu quy thôi, tôi quy rồi. Hồi đó là tôi quy với ông thầy ở bên đó, cái chùa bên đó rồi, giờ không quy lại. Rồi làm với cái tâm hời hợt, không có sự cung kính,
rồi không có hợp trí, thiếu trí tuệ, thì dĩ nhiên cái phước nó phải sẽ yếu hơn. À, với cái người mà làm đầy đủ là vậy thôi. À, chứ không phải là bởi vì có cái chánh kiến chánh trí hay không, có cái chánh tính hay không. À, rồi khoan nói về cái đối tượng mà thọ thí. À, thì khi mà chúng ta bố thí đến con vật cũng có phước, đến cái người không có giới cũng có phước, nhưng mà cái phước nó thấp hơn. À, đến với người có giới thì phước nó cao hơn, mà đến với người mà đang nỗ lực tu tập để đạt tới thánh đạo hữu học là có phước hơn nữa. Mà bố thí cúng dường đến cái bậc mà đang hướng đến cái đạo quả giải thoát. À, hướng đến cái bậc thánh vô học thì sẽ cao hơn. À, bố thí đến bậc thánh A-la-hán, rồi bố thí đến chư tăng thì nó phước nó cao hơn nữa. Đó, thành ra nó đi từ thấp đến cao vậy. À, cái quan trọng là cái sự bố thí. À, ngày cái tâm của cái người bố thí. Đó, rồi cái đối tượng. À, nếu mà thanh tịnh về phía cái đối tượng bố thí và cái thanh tịnh về cái đối tượng mà thọ nhận cái sự cúng dường bố thí đầy đủ vậy thì cái phước nó thù thắng. Đó, quý vị thấy nàng xuống cho ta đó, dân cúng cơm sữa đến Bồ Tát. À, à, bà ta làm dân cúng cảnh mộ. À, và chính nhờ cái bữa cơm sữa đó mà để Bồ Tát đạt đến thánh đạo giải thoát, trở thành bậc đẳng chánh giác. À, thì cái bữa cơm đó là nó tốt đẹp, nó thù thắng biết bao nhiêu. Đó, thành đó là tùy theo mức độ. À, nó nhiều cái điều kiện, giống như cái máy xe vậy đó, nó phải đầy đủ những cái cơ phận. À, những cái piston rồi cốt máy rồi hộp số. À, nhông này nhông kia nó đầy đủ như vậy thì cái xe nó mới vận hành được, nó mới chạy được. À, thì các cái pháp nó cũng vậy. À, nhưng mà có lúc á thì chúng ta chưa có tìm hiểu thấu đáo. À, thì chúng ta làm thì nó chưa có phước nhiều, nhưng mà chúng ta học hỏi rồi chúng ta hiểu biết. À, đặt một cái niềm tin chân chánh. À, rồi trí chân chánh. À, thì cái phước nó sẽ to lớn hơn. À, nó nhiều hơn vậy đó. À, à, thôi còn chúc cô nhiều sức khỏe, an vui ha. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, sư Pháp Giang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. À, dạ, cảm ơn mấy cô cho tôi tín hiệu là nghe rõ. Sư, có chỗ này con không hiểu rõ. Cái chỗ đoạn số 9 đó. Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ này với vị thiên ấy. Có những người bố thí một cách bất bình thường, sau khi chém và giết mới làm vơi nỗi sầu. Sự bố thí như vậy đầy nước mắt đánh đập, trị giá không ngang bằng. Kẻ nghèo
chơn bố thí, từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, chỉ giá không ngăn bằng kẻ bố thí như vậy. Thưa sư, con không hiểu cái chỗ mà đầy nước mắt đánh đập, tại sao bố thí mà đầy nước mắt đánh đập vậy sư? Có nghĩa là cái người này đánh đập người ta đủ thứ đau đớn rồi mới bố thí hay sao vậy sư? Con không hiểu cái này. Sư giải thích à? Con xin cảm ơn sư à. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mã Giá, Nam mô Sằng Ra Giá. Dạ. Chào cô Kim. Thì ở đây cái đoạn này Đức Phật nói là có những người bố thí bất bình thường, sau khi chém và giết mới làm dơi nỗi sầu. Sự bố thí như vậy đầy nước mắt đánh đập, trị giá không ngang bằng kẻ nghèo chân bố thí. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu là giống như là những cái người mà có quyền lực, đúng không? Ông vua ông đi chinh phạt, xâm chiếm nước này nước kia, ông dơ dét tài sản của người khác, rồi ông đem đi cúng dường bố thí. Thì như vậy làm sao mà có phước? Bởi vì cái tài sản phát sanh lên khi mình cúng dường á, kính bạch chư đại đức tăng, những tài sản này phát sanh hợp đại đạo phải bằng chính công sức của mình, chứ mình đừng có đi mà tìm cách này cách nọ mình dơ dét của người ta ha. Hay là hoặc là những cái người mà làm cái nghề cho vay nặng lãi đó, dặn hầu bẻ hậu người ta có của có cải rồi đem đi cúng dường, hoặc là đó, những cái ông bá hộ, hồi đó là mấy vị bá hộ thường thường người ta không có trực tiếp người ta làm ruộng, người ta có hàng ngàn mẫu rồi cho người ta cho tá điền đồ làm, thay vì bây giờ á một vụ vậy đó là một công nó được 20 dạ, mình nói ví dụ nha, 20 dạ thì trừ ra công cán đồ của tá điền làm á, mình lấy chừng 7 dạ chừa cho người ta là 13 dạ để người ta vừa ăn uống là công cán đồ người ta là phải rồi. Nhưng mà nếu mà mình lấy 7 dạ thì nó mấy, bây giờ mình phải bóp hầu bóp họng nó, mình lấy 10 dạ. Đó. Rồi mình lấy cho dơ dét, lấy cho nhiều, mà trong khi á, người ta thiếu hụt khổ đau, tới mùa thì đói kém, không có đủ ăn, mình làm vậy rồi mình đem mình xây chùa, rồi kia nọ mình cúng dường rồi kia nọ, thì cái phước báo mình không có đâu ấy. Trong khi người ta đói khổ than gian khổ sở, thật ra đó, cái tài sản của mình phát sanh lên nó hợp lẽ. Quý vị thấy ông Cấp Cô Độc cũng là một cái thương gia giàu có, không? Ông ta cũng phải buôn bán để có của cải. Gia đình bà Quy Sắc Ha cũng là một cái bá hộ, cũng có ruộng đất, cũng có trâu bò thế này thế khác, nhưng mà người ta sống á, tại sao mà khi mà chia tài sản á, để bà Quy Sắc Ha bán về bên chồng á, thì những cái người mà tài tớ á, họ chạy theo bà, những con vật nó cũng chạy theo bà, tại vì bà sống có cái tình người, có tâm từ. Trong khi mà cái con ngựa đó, thay vì nếu mà con ngựa nó xanh á thì để những cái người đại tớ lo được rồi, nhưng mà vì cái tâm từ bà thức cùng với những cái tôi tớ săn sóc và lo lắng cho con ngựa nó được tốt đẹp đó. Thành ra đó,
ai cũng thích ở với bà Visakha hết. Đó, do đó mà khi mà chia tài sản, chia gia súc để bà ta có cái của hồi môn để về bên chồng, thì những người mà làm, những người nô lệ mà làm trong gia đình bà chạy theo bà không, thấy không? Đó, thành ra những cái người đó người ta giàu ra nhưng mà người ta không có là sống theo cái tính chất mà phi đạo đức, đàn áp, bóp chẹt người khác để dung quén cái tài sản của mình. Thì như vậy đó, người ta làm phước thì cũng dường mới có phước. Còn á, mấy ông vua ông đi xâm chiếm đất đai rồi cướp bóc của các cái lân quốc, ông đem về ông cúng dường bốn thí thì sao không có phước bằng được, nói thấy không? Thành ra đó, tài sản phát sanh như nãy xin nói, nó phải hợp pháp bằng chính mồ hôi công sức của mình, không có gây khổ đau cho người khác, không phải đi chiếm đoạt của người khác bằng cách phi pháp. Rồi mình bố thí với đầy đủ cái điều kiện trong cái tâm của mình, đầy đủ ba thời, rồi bố thí với cái sự cung kính, không mong cầu, kia đó, thì như vậy thì cái nó mới sẽ được phước nhiều hơn. Đó. Cái vật phát sanh lên là phải hợp pháp, rồi mình sử dụng cái vật đó nó một cách hợp pháp, rồi mình cúng dường đến những bậc có giới hạnh tốt đẹp, thì như vậy thì nó sẽ có phước nhiều hơn. Còn thí dụ như mình nói người tu cúng dường ai cũng vậy, nhưng mà họ tu như thế nào, cúng dường cho mấy vị Bà La Môn cũng có phước vậy đó. Nhưng mà tại sao phải tìm những cái bậc thánh nhân, bậc A-La-Hán, phải tìm đến Đức Phật thì mỗi người tu, nhưng mà đều có cái phương pháp thực hành đúng với cái chánh pháp hay không, cái điều đó mới quan trọng. Thành ra đó, chúng ta Đức Phật dạy mình phải biết cách thức làm phước, mình phải biết gieo trồng những cái thiện sự, mình gieo vào những cái ruộng nó có nước rồi thì nhiêu, không có phèn, không có mặn, không có sâu bệnh, thì nó mới cho quả cái bộ tốt đẹp. Mình trồng những cái đất khô cằn sỏi đá, quăng ở trên đá trên đồ này kia nọ thì làm sao cái hạt giống nó nảy mầm được, mà nó cho mùa màng được tốt đẹp. Thành ra là chúng ta phải biết cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn này. Kẻ nghèo chân bố thí, từ ngàn người bố thí, từ trăm ngàn vật cho, trị giá không ngang bằng kẻ bố thí như vậy. Không, cái người chiên đà la, những cái người nô lệ, họ đi làm cho mấy ông bá hộ, sáng là cho con cái bánh cám gạo, tức là cái cám á, rồi xay gạo ra rồi lấy cái cám á, ép lại để cho họ đi chăn bò đó, trưa là ăn cái bánh cám gạo đó. Rồi một cái người nữa có miếng cơm cháy, mặc dù là những cái người này họ nghèo khổ đến như vậy đó, nhưng mà sao cái tài sản của họ có nhiêu đó thôi, bữa trưa họ có miếng bánh cám, bánh cám gạo, bữa trưa họ có một cái miếng cơm cháy thôi. Nhưng mà họ có cái niềm tin, họ có cái sự hoan hỷ, họ dân cúng. Nhưng mà họ dân cúng mà họ còn hoài nghi nữa. Cái cô nàng mà chiên đà la đó,
dâng cho Đức Phật miếng cơm cháy, thì cô ta mới suy nghĩ nè, trời ơi, trước khi đi tu á, ngài là một cái ông thái tử, có ở trong cung vàng điện ngọc, đồ ăn của ngài đó là toàn những cái cao lương mỹ vị không à, mình dâng cúng cái miếng cơm cháy này ngài nhận cho mình vui vậy chứ. Lát ngài đi tới, đi tới đằng kia ngài quăng bỏ với ai mà ăn cái miếng đó của cái người hạ tiện. Khi mà Đức Phật biết cái tâm của cô này suy nghĩ vậy đó, ngài mới ra giấu cho ngài Ananda trải tàu cụ ở dưới cái cội cây. Ngài ngồi xuống, ngài bẻ từng chút cái miếng cơm cháy đó ngài thọ dụng. Thì lúc đó, đó là cái cô này Chiên Đà La này cũng tràn đầy hoan hỷ cái sự mà cúng dường như vậy đó. Thành ra đó, mặc dù cái cô này cũng cúng có miếng cơm cháy nhưng mà cái phước rất là lớn, còn hơn là ông vua ổng sai đầy tớ gia nhân rồi này kia nọ làm và dân cúng ổng bị gì bận rộn công chuyện nhiều quá là ta cũng không có chú tâm, thì cúng với cái sự hời hợt như vậy thì cái phước nó sẽ ít hơn đó, vậy thôi. Mặc dù cái sự cúng dường của ông vua đó với những cái vật phẩm thượng vị này kia, nhưng mà cái tâm á nó hời hợt thì chưa chắc cái tài sản nó phát sanh lên biết là có hợp pháp hay không đó. Thành ra đó, cái vật bố thí mình đừng có cho là cao sang hay là không cao sang rồi cái người bố thí mà đừng nói là người này là hạ tiện thì cái phước nó ít, mà ông kia ông vua thì cái phước nó cao. Không phải do cái cách bố thí có sự cung kính, có đầy đủ niềm hoan hỷ với cái tâm mà hợp trí hay không. Còn nếu mình cúng mà cái tâm hồi hợt, không có sự cung kính, không có đầy đủ tam tư, không có hợp trí, thì tất nhiên thì nó sẽ thấp hơn thế thôi. Chúc cô Kim nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thầy. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Cái Kim Nhung, có phải Kim Nhung muốn đặt câu hỏi không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Nhung Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Dạ, rồi, tại vì tự nhiên không có nghe được âm thanh, nhưng mà tự nhiên thử thì trong đầu tràng có nghe. Dạ, kính mời Kim Nhung ạ. Dạ, alo, đạo tràng có nghe được, cảm ơn cô Tự Duyên. Dạ, con là Kim Nhung, con kính lễ ngài Trí Đức, ngài Pháp Thanh, ngài Pháp Trang và thầy Kinh. Kính chào các anh chị ở trong room. Dạ, con kính tri ân ngài Pháp Thanh hôm nay giảng một bài pháp rất là hay, rất là hữu ích ạ. Nhưng mà con có một cái câu hỏi như thế này, con chưa rõ. Thành ra con muốn nhờ ngài dạy con được hiểu hơn. Dạ, con nghe nói là khi mà mình cúng dường á, cúng dường đèn thì cho mắt sáng, cúng dường vật thực thì cho sức lực,
cúng dường cốc liêu là cho tất cả, rồi cúng dường pháp là cao thượng nhất. Như vậy thì có phải là làm phước mình có sự chọn lựa hay không? Mà hồi nãy thì con nghe ngài giảng á, là phước trổ thì do tâm chứ không phải là do vật, thì con chưa hiểu ở cái chỗ này. Cái câu thứ hai nữa là ngày nay á, thì hàng Phật tử chúng con á, là vì lý do này hay lý do khác, chúng con không thể cúng dường bằng vật thí được, mà thường mà để tiện á, thì chúng con hay cúng dường bằng tài thí, rồi tác ý, đó là cúng dường chay tăng hay cúng dường xe cộ hay cúng dường thuốc cho các quý sư. Thì như vậy chúng con có được phước báu và có bị phạm luật không ạ? Thì đó là hai câu hỏi con chưa được rõ. Con xin ngài giải thích cho con rõ hơn ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Gia Giá. Dạ. Chào cô Hồng Thị Kim Nhung. Thì thường thường người ta nói là nhân nào quả nấy anh ơi. Không? À, nếu mà mình gieo cái giống nào thì mình sẽ gặt cái giống đó. À, thành ra đó, ở trong bài kinh thì cũng có nói người bố thí đèn đuốc thì cho mắt sáng, người bố thí xe thuyền thì cho sự an vui, người bố thí vật thực gọi là cho sức lực, người bố thí cốc liêu là tạo cái điều kiện để chư tăng an ổn với tu tập. Thì chúng ta làm bất cứ thiện sự nào đều cũng có phước, đúng không? Bây giờ mình không phải mình đợi tới nào mà mình có tiền mình cúng dường làm cái cốc để dâng cho ông sư, thì cái chuyện đó để đi. Bữa nay mình có điều kiện mình để bát cho một vị tỳ kheo, mình làm. Bữa nay mình có điều kiện mình mua được ít đèn mình cúng dường thì điều kiện nó cũng tốt. Bữa nay mình nghĩ là ngày rằm, mình mua một bó bông hoa gì đó, mình đến chùa mình cúng thì mình cũng có phước. Không có nhất thiết mình phải lựa chọn cái nào ấy, mà bất cứ khi nào có điều kiện mình làm gì, điều nào được mình làm đó. Thì ví dụ như quý vị mua thuốc, quý vị cúng dường thì cũng được. Còn nếu mà bây giờ quý vị thấy rằng trong cái đời sống hiện tại này đâu phải là như hồi xưa. Hồi cái thời kỳ Đức Phật thì thuốc men hồi đó sử dụng là gì? Cái trái gì ở bên Ấn Độ đó, cái trái kha lê lạc, trái kha lê lạc rồi ngâm với nước tiểu bò đen, hoặc là dùng mật ong làm thuốc, hoặc là dùng một số cái vật chất hồi cái thời xưa đó để làm. Thì cái thời kỳ đó, cái điều kiện đời sống trong cái thời đó là nó phù hợp. Còn bây giờ có nhiều khi làm sao quý vị biết được cái bệnh của cái vị đó mà quý vị cúng dường cái thuốc cho nó hợp. Thì quý vị có thể cúng bằng cái tịnh tài để vị đó đụng. Hồi trước thì đi bộ thì sao biết không, hồi đó là ai cũng ấy hết, ra dọc đường á người ta làm những cái phước xá để những cái người lữ hành á, những cái người bộ hành á, bằng đêm vô đó, những nhà phước xá đó nghỉ rồi sáng ngày mai tiếp tục lên đường. Còn bây giờ á toàn là hàng quán hai bên đường không mà muốn vô đó thì phải gì, phải có tiền. Không? Bây giờ bước ra lên xe là cũng phải có tiền,
À, đó, thành ra bây giờ á, cái điều kiện, cái đời sống xã hội bây giờ nó khác hơn hồi xưa. À, thành ra đó, tùy theo điều kiện mà chúng ta cúng dường. À, chứ không nhất thiết là phải như thế này, phải như thế kia. Đó. Bây giờ nếu mà mình nói, có nhiều vị nói, thành ra bây giờ cá nhân sư thì sư không dám nói gì. Mà điều cái á, là chúng ta sử dụng cái phương tiện đó đúng hay sai. Nếu mà cái tài chánh mà mình làm những cái điều mà không hợp, à, có tiền rồi mình đi chơi, đi, à, mình mua vật này bỏ để mình xài cho để cho nó sung sướng, thì cái đó là không. À, bây giờ cần thiết thì mình phải mới xài. À, chứ không phải trời bữa nay có thí chủ là dân cúng quá, giờ đi Đà Lạt rồi chơi, đi Nha Trang rồi tắm biển rồi chơi. À, thì cái đó là không có sử dụng đúng cái sự cúng dường của thí chủ rồi. À, mà bây giờ á, có tài chánh, à, bây giờ bữa nay bệnh hoạn kia nọ, mình phải đi đến bác sĩ, thì đến bệnh viện để mình khám bệnh, mình mua thuốc, à, để mình uống có sức khỏe, có sức khỏe an ổn để tu tập, à, tụng kinh, học pháp, à, hành pháp, chuyển chuyển là chuyện nó làm đó. Thành ra có những cái tất cả nó là phương tiện, nhưng mà mình sử dụng cái phương tiện đó nó có đúng mục đích, nó có đem đến cái lợi ích hay không, hay là mình lợi dụng cái phương tiện đó để mà mình làm tăng thêm cái phiền não. Đó, hồi xưa tại sao Đức Phật không cho băng dép, thì nó cũng có cái nguyên nhân. À, tối ngày đẻ cây đẻo guốc, à, ông này thấy ông kia đẻo tối ngày cũng lo kiếm cây kiếm gỗ đẻo guốc, à, đẻo guốc rồi đi khu lộp cộp, à, Đức Phật rầy rồi xong, bây giờ không guốc nữa, tới kiếm cỏ kiếm đồ bệnh dép. Mà quý vị biết cỏ rồi mà bệnh dép thì đi nó mau hư mau súc lắm. Rồi tối ngày không lo, à, tối ngày cứ lo bệnh dép. Rồi ông này ăn chê, ông kia ăn chê. Từ đó mà Đức Phật chế định là không cho mang dép. À, xe đó, xe xưa là toàn là xe kéo mà, à, xe bò, xe trâu, xe ngựa, à, là những cái đoàn thương buôn ta đi như vậy là mấy trăm chiếc. À, bây giờ mấy ông sư già, mấy ông sư bệnh thì mấy ông ổng xin với những cái người thương buôn đó cho ổng đeo bên xe là phải rồi. Bây giờ ổng già quá, ổng bệnh đi không nổi là chuyện đó. Rồi mấy ông kia, mấy ông trẻ, mấy ông sa di cũng là biết, rồi áp nhau leo lên xe cho bò cho trâu rồi nó kéo, mà tội nghiệp nó quá. À, cái kiếp súc sanh rồi nó đã khổ rồi, nó kéo những cái hàng quá ra khổ rồi, bây giờ làm biến không đi mà nhảy lên xe bắt con bò trâu rồi nó kéo nữa khổ, cho nên là Đức Phật cấm chế mà không cho đi xe. À, là gì nhá, không, nhưng mà Đức Phật cũng chế định, à, tùy theo bệnh thì không phạm tội đó. Thành ra đó cái phương tiện, nhưng mà chúng ta sử dụng cái phương tiện nó đúng không, thuốc bổ đó, nhưng mà khi nào mình cần thiết
phải uống thì mình mới uống. Trời ơi, bữa nay ốm thôi mua thuốc bổ vậy, uống tẩm bổ cho nó mập nó mạnh là không đúng. Mặc dù thuốc bổ mà mình uống quá liều lượng, mình uống không có đúng lúc, không có cái cơ thể nó không có nhu cầu dung nạp thì sao? Nó đào thải ra ngoài phí phạm, hoặc là nó không đào thải được, nó chất chứa đó thì nó trở thành cái mối hiểm họa. Thấy không? Thành ra đó, tùy theo cái điều kiện, cái nhu cầu sử dụng cho nó hợp lẽ, nó đúng thì không sao, mà mình sử dụng sai là nguy hiểm. Bây giờ cái dao mà mình để sử dụng, mình cắt, mình gọt, mình làm công việc đồ ăn, cái điều đó là tốt chứ sao. Nhưng mà cái dao mình xách nó mình đi làm những cái cướp bóc, mình chém giết người khác, là cái vũ khí đem đến cái sự tai hại. Thì cái dao nó là phương tiện, nhưng mà chúng ta sử dụng sai mục đích thì nó đem sẽ đem đến cái tai hại. Cái mình đổ thừa cái dao nó nguy hiểm. Nếu mà mình dùng sử dụng phương tiện đó đúng mục đích thì nó đâu có đem đến tai hại. Mình chẻ củi, mình gọt trái cây, mình làm công việc thì nó đâu có gì đâu. Tại vì á, mình sử dụng nó làm vũ khí để mình đi đàn áp người khác, mình đi giết chóc thì nó mới sai. Thành ra sai á, là từ nghe cái người mà sử dụng, chúng phải sai cái vật dụng, cái phương tiện. Nên bây giờ ta chế tạo cái chiếc máy bay, chiếc máy bay làm phương tiện để đi lại rồi cho nó nhanh. Bây giờ mình sửa lại, gắn bom gắn súng, đem đi dội bom chỗ này, đi bắn phá chỗ kia. Thì sai là sai cái người sử dụng cái phương tiện chứ, chiếc máy bay đâu sai. Người ta chế tạo chiếc xe để đi lại rồi cho nó nhanh nhẹn, nó dễ dàng. Rồi mình gắn súng, gắn ống, rồi lính tráng rồi lên đó đi xâm lược, đánh chiếm chỗ này chỗ kia. Thì cái tội đâu phải chọn tội ở chiếc xe, tội ở cái người sử dụng cái chiếc xe này không đúng. Thấy không? Ra đó chúng ta phải hiểu tình và lý. Có những cái điều kiện của chư tăng, cái thời kỳ mà Đức Phật còn hiện tiền nó khác. Còn cái thời kiện, cái điều kiện xã hội trong đời sống hiện tại này nó khác. Cho nên chúng ta vận dụng, sử dụng những cái phương tiện này, nhưng mà sử dụng cho nó hợp lẽ, đúng mục đích thì không có sao, không có sai. Còn sử dụng những cái phương tiện này không đúng mục đích thì nó sai. Trời ơi, nóng nực quá, nóng nực quá, giờ mua cái quạt máy, mua quạt máy nó quạt cho mát, để mà mình học kinh học đồ cho nó dễ. Gắn máy lạnh để cho mình học kinh học đồ, hành thiền rồi cho nó được. Còn này không có, gắn máy lạnh, gắn quạt máy đồ cho nó mát. Năm giờ mát quá, làm biếng quá, thôi mát quá ngủ giấc. Thành ra đó, cái sai là cái chỗ mà cái tác ý của mình, cái tác ý mình thiện lành, gắn cái quạt máy, cái máy lạnh này ở chánh điện để tụng kinh rồi cho nó mát mẻ, nó không có sự khổ của thân, tránh đi những cái bức bách nhiệt não của chư tăng, của Phật tử thì tốt. Còn gắn trời ơi, trời mát mát lạnh lạnh này mà trời mà gần gần sáng này ngủ nướng đã, thì cái đó là sai, tăng trưởng cái phiền não, tăng thêm cái sự dễ vui đó thì nó sai, chứ không phải lạnh nó đâu sai. Mình sử dụng lẽ đúng chỗ thì đâu sai đâu.
nó là nó đừng có kết tội cái phương tiện, mà kết tội có tội không có là do tác ý để sử dụng cái phương tiện này, nó đúng hay nó sai mà thôi. Thì cũng xin chia sẻ đôi điều với cô Tử Hồng Thị Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Và bây giờ thì cũng thời gian thì cũng không còn nhiều nữa, và chắc mời cô Nhật Quỳnh sám hối, và sau đó thì xin phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Và giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc quý Phật tử có nhiều sức khỏe an vui, vượt khỏi mọi khổ đau bệnh tật, và cầu mong tất cả chúng sanh an lạc, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi đảng cũng như trả lời những câu hỏi trong đạo tràng. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và con Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi kính pháp ạ. Và cảm ơn cô tu nữ thị viên, cảm ơn Quỳnh Minh Tâm đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bụt ta mang ghê na văn đề hằng ba đà phạng sung bụt thể dơ ca đi tổ đô sơ bụt thô ca ma tu tăng mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ là đấng chi tôn chi thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm.